Chào mọi người nhé, còn cái bình thuốc Kubotan, bình này 15 lít nha, bình rất là đẹp luôn, bình không có bể nha, rất đẹp. Cái này là em xả luôn ha, đầu máy là đầu máy Kawasaki nha, nó còn cái ống dây đi ra luôn, bình rất là đẹp, 15 lít, còn cái ống dây đi ra luôn. Cái này còn khá rất là mới nha. Hơi nhanh nha mọi người, cái bô thì nó hơi nhạt nhạt cái lỗ bô một tí gì mọi người, thật ra hơi nhanh nha. Đầu máy mấy cái này là đầu máy nó đủ đô nha, đầu máy nó đủ đô. Về mọi người mua theo cái bộ cần này là em xả hàng xả rẻ nha, cái này để cho 400.000 nha, cái này để cho 400.000 không bao ship nha, này 400.000 nha. Ai chưa có thì mua nha, tại xã thì đợt sau hết rồi mọi người, đợt sau sẽ không còn hàng này nữa. Nói chung về sau thì em cũng sẽ không còn hàng này nữa, không, nói chung đa số sẽ không nhập hàng này nữa. Tại vì hàng này nó để ở kho nhà đồ nó chặt nên là em sẽ không nhập hàng này nữa. Bán thì vẫn bán được nhưng mà điều nó chặt nhà quá. Này là 400.000 nha, không bao ship. Mua thì chuyển khoản giúp em nha, máy chưa dọn nha, không bao gì hết nha. Bình thì còn đẹp không có bể nha,